Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung chính. Chủ tịch Quốc hội đã nghe và cho ý kiến vào các báo cáo của Chính phủ, của Quốc hội về việc tăng cường giải pháp phòng chống dịch bệnh. Trong ngày đầu Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc chỉ thị 16, người dân tuân thủ nghiêm và không xảy ra tình trạng đổ xô đi mua sắm, tích trữ hàng. Lợi dụng tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch đã phát tán nhiều nội dung xuyên tạc, bôi nhọ công tác phòng chống dịch của Việt Nam. Thưa quý vị, vào ngày 24 tháng 7, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có thư thăm hỏi ân cần với những tình cảm sâu nặng và lòng biết ơn sâu sắc gửi tới các đồng chí lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, các thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ ngày 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2021. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị trong những ngày tháng lịch sử này, với niềm xúc động và tự hào của cả dân tộc, lòng thành kính, biết ơn vô hạn, chúng ta kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các bậc cách mạng tiền bối, các anh hùng liệt sĩ đã cống hiến, hy sinh quên mình vì Tổ quốc, vì nhân dân. Chủ tịch nước mong cấp ủy, chính quyền các cấp, các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị và mỗi người dân bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, tích cực tham gia đối với công tác người có công và phong trào toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh liệt sĩ và người có công với cách mạng. Coi đó là trách nhiệm, tình cảm, vinh dự của chúng ta để tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã có công lao trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vào chiều cùng ngày, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan tổ chức gặp mặt đại biểu người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ năm 2021, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự buổi gặp mặt. Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi tới các lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng, sự tri ân và biết ơn sâu sắc nhất. Thủ tướng nhấn mạnh, sự biết ơn gắn với trách nhiệm luôn là nỗi trăn trở trong suy nghĩ và hành động của các cấp lãnh đạo trong nhân dân và đây cũng là truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Thủ tướng một lần nữa khẳng định, việc chăm lo sức khỏe đời sống vật chất tinh thần với người có công luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt và là nhiệm vụ chính trị quan trọng thường xuyên của Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị. Chính sách luôn được hoàn thiện và ưu tiên bố trí nguồn lực quan tâm đến người có công. Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các phó thủ tướng đã trao những xuất quà tri ân cho các đại biểu dự buổi gặp mặt. Trong sáng ngày 24 tháng 7, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc làm việc với một số cơ quan nghe và cho ý kiến vào các báo cáo của Chính phủ, của Quốc hội về việc tăng cường giải pháp phòng chống COVID-19. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết tại phiên họp buổi sáng, 474 đại biểu Quốc hội có mặt đều tán thành với chủ trương điều chỉnh chương trình kỳ họp bổ sung và chương trình kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15, nội dung liên quan đến công tác phòng chống dịch, thống nhất sẽ quyết nghị các giải pháp tăng cường phòng chống dịch COVID-19 trong nghị quyết chung của kỳ họp thứ nhất nhằm cho phép Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được thực hiện các nhiệm vụ cấp bách liên quan đến công tác phòng chống đại dịch COVID-19. Sau khi nghe và cho ý kiến đối với tờ trình của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Ủy ban Xã hội liên quan đến các giải pháp này, Chủ tịch Quốc hội đồng tình với phạm vi điều chỉnh trong khuôn khổ công tác phòng chống dịch COVID-19, xác định thời hạn áp dụng cụ thể đến hết năm 2022. Đối với các nội dung phòng chống dịch mà luật đã quy định thì Quốc hội cho phép, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ toàn quyền quyết định. Nếu luật chưa quyết định thì Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ động thực hiện thông qua các nghị quyết, quyết định và báo cáo Quốc hội sau. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng cho biết, nếu nội dung phòng chống dịch COVID-19 khác quy định của luật thì Quốc hội giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét các đề nghị của Chính phủ, báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất. Theo báo cáo tại cuộc họp, Chính phủ đề xuất Quốc hội cho phép Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định chuyển nguồn kinh phí trong dự toán đã được duyệt, thay đổi điều chuyển nguồn kinh phí trong ngân sách nhưng chưa có trong dự toán cho công tác phòng chống dịch. Chính phủ cũng đề xuất Quốc hội cho phép tạm ứng ngân sách trong trường hợp vượt dự toán đã phê duyệt và các địa phương được Trung ương hỗ trợ trong trường hợp cần thiết. Vào chiều cùng ngày, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình và được Quốc hội thống nhất thông qua việc điều chỉnh rút ngắn 3 ngày làm việc của chương trình kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15 để lãnh đạo các địa phương có thời gian tập trung phòng chống dịch.
Quốc hội đồng thời thống nhất bổ sung nội dung phòng chống COVID-19 vào nghị quyết chung của kỳ họp, thể hiện tinh thần đồng hành chung sức với chính phủ trong cuộc chiến này. Có thể nói trong lúc này, không ít đại biểu Quốc hội là lãnh đạo của các địa phương đang rất nóng lòng trước tình hình dịch diễn biến rất phức tạp. Vì thế, việc Quốc hội ra quyết định rút ngắn thời gian họp, dành thời gian để tập trung cho phòng, chống dịch, lo bảo vệ sức khỏe cho người dân là đúng đắn, sát với đòi hỏi của thực tế và hợp lòng dân. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Bộ Chính trị trên cơ sở ý kiến của nhiều đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và đồng chí Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chỉ đạo tiếp tục rút ngắn thời gian kỳ họp Quốc hội trên cơ sở đảm bảo chất lượng, nội dung, chương trình kỳ họp đã thông qua. Theo đó thì chỉ đạo tăng cường sự chủ động, linh hoạt, quyết liệt làm việc ngoài giờ sau 17 giờ và sau cả 11 giờ 30 hàng ngày và làm thêm vào ngày chủ nhật để các đại biểu Quốc hội, các cơ quan hữu quan. Riêng đối với các cơ quan của Quốc hội thì làm thêm cả đêm với phương châm là rút ngắn thời gian nhưng không ảnh hưởng đến nội dung, chất lượng của kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15. Như vậy thì kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15 dự kiến bế mạc vào 28 tháng 7, sớm hơn 3 ngày so với chương trình đã thông qua tại phiên chủ bị và rút ngắn 8 ngày so với dự kiến trước đây. Tổng thư ký, chủ nhiệm văn phòng Quốc hội cũng cho biết đây là trường hợp đặc biệt trong tình huống cấp bách nên việc giải quyết cũng theo trình tự rút gọn. Và ngay trong chiều nay, Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội đã trình bày báo cáo thẩm tra về nội dung này, làm căn cứ để các đại biểu thảo luận cho ý kiến tại phiên họp toàn thể về tình hình kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước ngày mai. Tránh đầu tư dàn trải, tập trung vào các dự án có tính liên kết vùng và tạo động lực phát triển. Đây là vấn đề giành được nhiều sự quan tâm của các đại biểu Quốc hội tại phiên thảo luận vào sáng ngày 24 tháng 7 về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Đa số đại biểu thống nhất cao với báo cáo của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Quốc hội về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Một số đại biểu cho rằng, ngoài việc phân bổ vốn đầu tư công theo dự án, thì có thể tính toán phân bổ vốn đầu tư công cho địa bàn kinh tế, tránh đầu tư dàn trải. Như vậy là có hai cái tiêu chí, hai góc lựa chọn dự án. Đã là dự án mà liên tỉnh, liên vùng thì phải trình Quốc hội đầu tư công. Còn dự án của từng địa phương thì tùy thứ nhất nhưng có thể giao thẳng cho các địa phương mà lâu nay là họ năng suất lao động cao gấp nhiều lần cả nước. Hệ số thu ngân sách lớn hơn cái phần chi đầu tư công thì họ tự chịu trách nhiệm họ làm. Như vậy là họ chủ động. Thì nếu chúng ta tập trung tốt vào cho cái đầu tư mang tính liên vùng, đặc biệt là giao thông vận tải, thì sẽ góp phần cho cái sự phát triển chung, cái sức mạnh của các cái nền kinh tế, đặc biệt là các khu vực mà còn yếu hơn so với các địa phương khác. Đồng tình với quan điểm và thứ tự đầu tư công trong báo cáo về kế hoạch đầu tư công trung hạn của Chính phủ giai đoạn 2021-2025. Chia sẻ với những nỗ lực của Chính phủ trong công tác phòng chống dịch bệnh, nhiều đại biểu cũng đề nghị cần bổ sung thêm nội dung đầu tư khắc phục hậu quả nghiêm trọng do dịch bệnh COVID-19 gây ra. Bên cạnh đó, cần quan tâm thêm đến vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chúng tôi thấy rằng là cái đầu tư cho cái gói y tế là cái gói quan trọng. Nhưng mà trong cái đầu tư COVID này không chỉ là y tế không? Không chỉ là ở hạ tầng y tế và cái nguồn nhân lực y tế hiện nay, thưa các anh chị, là tôi nghĩ rằng là Quốc hội cần có nghị quyết đúng rồi về COVID. Nhưng quan tâm đến cái lực lượng y tế hiện nay, lực lượng tuyến đầu hiện nay, người ta hy sinh cả cái sức khỏe rồi con người và đời sống gia đình để lại ở phía sau hết. Trong cái quá trình thực hiện đó thì cũng phải là ưu tiên để giải ngân cho những cái chính sách mà cấp thiết trước dành cho đồng bào. Đó là giải quyết về đất ở, đất sản xuất, rồi về nước sạch, bởi vì cái chính sách này chúng ta đã kéo dài từ năm 2016 đến bây giờ. Tại phiên thảo luận, một số đại biểu cũng nhất trí với đề xuất của Chính phủ về hoàn thiện thể chế và kỷ luật trong đầu tư công. Các đại biểu này cho rằng đây là yếu tố tiên quyết để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các dự án đầu tư công hiệu quả. Trong chiều 24 tháng 7, Quốc hội đã nghe tờ trình của Chính phủ và báo cáo thẩm tra về việc thu chi ngân sách và thực hành tiết kiệm chống lãng phí cũng như là đề xuất một số biện pháp phòng chống dịch bệnh. Trên cơ sở đó, Quốc hội đã tiến hành thảo luận tại tổ về các nội dung này. Nhiều đại biểu đánh giá cao kết quả thực hiện ngân sách nhà nước của Chính phủ.
Trong đó đặc biệt ghi nhận nỗ lực của chính phủ trong việc tăng thu, giảm chi ngân sách nhà nước so với cùng kỳ năm ngoái, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay. Năm 2020 cũng là cái năm mà cả nước ta chịu ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh quá nặng nề, gây thiệt hại rất lớn về người, tài sản cũng như là ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Thì theo tôi, trong báo cáo cần phải nêu rõ, nêu đầy đủ và làm nổi bật lên cái tinh thần, cái quyết tâm tiết kiệm, phòng chống lãng phí. Trước cái tình hình diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh, chúng ta lại tiếp tục là thực hiện cái tiết kiệm chi. Và cũng đã có cái phần mà quan tâm cái nguồn lực cho những cái nhiệm vụ quan trọng, và trong đó thì tập trung vào cái công tác phòng chống dịch bệnh để thực hiện cái mục tiêu kép là vừa phòng chống dịch và cũng vừa là thực hiện cái mục tiêu là phát triển kinh tế xã hội. Chúng ta có thể rất dễ nhận thấy là trong cái quản lý đất đai hiện nay, trên các lĩnh vực kể cả công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ và thậm chí ngay cả nông nghiệp bây giờ cũng đã bắt đầu có những biểu hiện lãng phí trong vấn đề sử dụng đất đai, và bắt đầu có hiện tượng người ta bỏ ruộng, đấy cũng là cái sự lãng phí. Về đề xuất đưa vào nghị quyết của Quốc hội cho phép Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thực hiện các nhiệm vụ cấp bách liên quan đến phòng chống dịch bệnh COVID-19, các ý kiến cơ bản nhất trí về đề xuất của Chính phủ, đồng thời đưa ra những khuyến nghị cụ thể để vừa mở rộng hỗ trợ điều trị từ xa đối với các ca nhiễm, vừa giảm sức ép với hệ thống y tế ở địa phương. Cái khó khăn nguy hiểm của đại dịch này không phải là bệnh nó nặng. Báo cáo đại biểu là tỷ lệ tử vong rất thấp. Cả thành phố Hồ Chí Minh hiện nay có mới có 300 ca thở máy. Năng lực thở máy chúng ta vẫn hoàn toàn tốt, nhưng cái đáng ngại nhất đấy là niềm tin, sự lo lắng làm cho người dân người ta không có cái chỗ bấu víu, không có cái điểm tựa. Và chính là telehealth theo tôi chính là cái điểm tựa để bấu víu lại, người dân tin tưởng là chúng ta không bỏ rơi người bất cứ ai lại phía sau. Nhấn mạnh khuôn khổ pháp luật liên quan phòng chống dịch bệnh hiện nay tương đối đầy đủ, các đại biểu cũng cho rằng trước diễn biến nhanh chưa từng có của dịch bệnh hiện nay, thì việc Quốc hội xem xét thông qua nghị quyết tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong lãnh đạo chỉ đạo điều hành công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 là thực sự cần thiết. Trong phần tiếp theo của bản tin, sau khi thực hiện giãn cách xã hội, Hà Nội đã họp trực tuyến với các sở chỉ huy chống dịch nhằm tận dụng thời gian vàng này để kiểm soát dịch bệnh. Trong bối cảnh dịch bệnh, mạng xã hội đã tạo cơ hội cho nhiều bạn trẻ thực hiện những dự án chia sẻ kiến thức hữu ích cho cộng đồng. Thưa quý vị, theo thông báo của Bộ Y tế vào ngày 24 tháng 7, số bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh tiếp tục tăng cao với 2.047 người đủ tiêu chuẩn ra viện về cách ly theo dõi tại nơi cư trú. Như vậy là đợt dịch này đã có 14.809 người được công bố khỏi bệnh. Số ca mắc mới ghi nhận cả nước trong ngày là 7.937 ca tại 35 tỉnh, thành phố. Trước tình hình diễn biến phức tạp, sau 12 tiếng chỉ thị 16 có hiệu lực trên toàn thành phố Hà Nội, Sở Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 thành phố đã kết nối họp trực tuyến với các sở chỉ huy chống dịch của 8 sở ban ngành và 30 sở chỉ huy các quận, huyện, thị xã để thống nhất các nội dung, chỉ đạo điều hành, thực thi, tranh thủ tận dụng tối đa thời gian vàng 15 ngày để khống chế và sớm kiểm soát được dịch bệnh. Hà Nội cũng đã có kinh nghiệm áp dụng chỉ thị 16 trong năm ngoái nên đã có những phương án chủ động ngay từ các cấp cơ sở. Qua trực tiếp thị sát, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị người dân bình tĩnh, yên tâm tin tưởng vào sự quyết liệt phòng chống dịch của thành phố, đặc biệt yêu cầu người dân tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm hơn nữa, coi chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ thị 17 của thành phố là mệnh lệnh để nghiêm túc thực hiện những quy định, khuyến cáo của thành phố để cùng các cơ quan chức năng sớm kiểm soát, đẩy lùi được dịch bệnh. Ngoài 22 chốt trực kiểm soát dịch đã có, Công an thành phố đã thiết lập thêm 41 chốt trực kiểm soát tại các đường ngang, ngõ tắt. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc, ứng trực 24/24 giờ trong tất cả các ngày, báo cáo thường xuyên những di biến động tại địa bàn về Sở Chỉ huy Phòng chống dịch của thành phố để xử lý kịp thời, làm sao để tận dụng thời gian vàng nhằm kiểm soát và đẩy lùi được dịch bệnh.
Và ngay trong sáng ngày 24 tháng 7, phóng viên thời sự đã ghi nhận cuộc sống của người dân thủ đô trong những giờ đầu tiên thực hiện giãn cách. Hàng hóa dồi dào, không có tình trạng đổ xô đi mua sắm, tích trữ. Và cũng có người dân chưa biết đến thông tin giãn cách, nhưng về cơ bản đều đã tuân thủ. Tất cả vì mục tiêu chung tay đẩy lùi dịch bệnh. 6 giờ sáng, khu phố chợ Thành Công, công an phường, dân quân, tổ dân phố phải huy động thêm người để nhắc nhở người dân. Nhắc những cái này làm sao cho người dân giãn cách ra. Mà đây là nhu cầu của dân rất là khó, mà rất vất vả từ 6 giờ đến bây giờ. Mà phải làm đến tận 11 giờ rưỡi. Vẫn còn đông người quá, tụ tụ rất đông. Đấy, cho nên là thôi thì tất cả mong toàn dân ta phải chấp hành tốt nội quy của nhà nước ban hành. Đây là khu vực chợ tạm nằm bên kề chợ dân sinh chính và khu vực này thì sẽ không được phép hoạt động. Thế nhưng ở thời điểm này như quý vị khán giả đang thấy thì rất là đông những cái nhóm người vẫn đang tập trung để mua sắm hàng hóa. Nhiều người giải thích rằng là bởi vì hôm nay là ngày rằm tháng 6 nên là mọi người phải mua sắm hàng hóa. Có người khác thì vẫn có tâm lý là sẽ tích trữ lại hàng hóa để chuẩn bị cho những ngày sắp tới. Và ở thời điểm này thì những lực lượng của phường như là dân quân hay công an phường đã có mặt. Thế nhưng mà vẫn có rất là đông những người vẫn tập trung ở đây. Chủ hàng phở này sáng nay đến đây định mở cửa bán hàng do đã chuẩn bị đồ hết từ chiều qua. Nhưng anh Thông và nhân viên đã quyết định dọn hàng và đóng cửa. Phải chấp nhận thôi, rất nhiều người còn thiệt hại hơn mình. Ngày hôm nay thì mình thiệt thòi một tí. Mình cũng phải biết, cũng phải cố gắng để vượt qua. Nhưng trong cái dịch bệnh này thì ai cũng bị thiệt thòi cả. Tôi cũng mong là làm sao là chỉ mong là dịch bệnh chóng qua để trở lại cuộc sống bình thường cho mọi người. Tôi cũng tuân thủ theo quyết định của nhà nước ạ. Phải ở nhà chứ biết làm thế nào ạ. Trong các siêu thị sáng nay, hàng hóa dồi dào, lượng người mua sắm không quá đông. Mọi người mua với số lượng vừa phải. Kính chào quý khách hàng đang tham quan và mua sắm. Trên các con phố của Hà Nội đã vắng người hơn. Một số lái xe ôm công nghệ dù biết không được hoạt động chở người, giao đồ ăn nhưng vẫn ra đây vì giao hàng thực phẩm thiết yếu vẫn được phép. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, địa phương này tiếp tục giãn cách xã hội theo nguyên tắc chỉ thị 16 với các biện pháp thắt chặt hơn. Theo chỉ thị 12 của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, thành phố đặc biệt nhấn mạnh việc thực hiện nghiêm hơn nữa các quy định về giãn cách trong các khu vực phong tỏa và khu vực có nguy cơ cao, thực hiện triệt để người cách ly với người, gia đình cách ly với gia đình, tuyệt đối không được tiếp xúc trực tiếp với người xung quanh. Hiện đa số các gia đình có ca F0, F1 thực hiện nghiêm cách ly tại nhà theo hướng dẫn của ngành y tế. Lương thực, thực phẩm thiết yếu được chính quyền hỗ trợ cung cấp tại nhà. Thành phố cũng đang đẩy mạnh kiểm tra, rà soát các hẻm ngõ đông người, mật độ dân số cao để đảm bảo việc thực hiện triệt để yêu cầu giãn cách. Các quận, huyện và thành phố Thủ Đức đã chuẩn bị các phương án đi chợ thay với quy mô lớn để đảm bảo đầy đủ lương thực, thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống hàng ngày, đồng thời chủ động các nguồn hàng theo đơn đặt trước từ các khu phong tỏa. Với sự hỗ trợ kịp thời từ chính quyền và cộng đồng, người dân thành phố có thể yên tâm về nguồn cung thực phẩm, chung tay cùng với thành phố vượt qua giai đoạn này. Thưa quý vị, làn sóng dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát mạnh mẽ trở lại trong thời gian gần đây, khiến cho không chỉ riêng Việt Nam mà rất nhiều quốc gia đang phải đối mặt với khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, lợi dụng tình hình dịch bệnh, nhiều đối tượng cơ hội chính trị, phản động, các thế lực thù địch đã phát tán nhiều nội dung xuyên tạc, bôi nhọ công tác phòng chống dịch của Việt Nam. Những hành động của chúng không nằm ngoài âm mưu gây hoang mang, kích động, chia rẽ nhân dân với chính quyền, phá vỡ khối đoàn kết dân tộc. Trong khi cả hệ thống chính trị và toàn dân đang ngày đêm căng mình chống dịch, thì những kẻ anh hùng bàn phím chưa từng một lần làm gì cho đất nước lại đang ra sức phá hoại những nỗ lực của cả dân tộc chống lại Đảng và Nhà nước. Và ngay sau đây xin mời quý vị cùng đến với những góc nhìn của người dân, những người trong tâm dịch và tiếng nói của những người Việt Nam ở nước ngoài hướng về quê hương về vấn đề này. Lợi dụng tình hình đại dịch diễn biến căng thẳng ở các tỉnh phía Nam, các nguồn tin phản động đã liên tục tung lên mạng xã hội những thông tin bóp méo, xuyên tạc sự thật. Chúng cắt ghép từ nhiều nguồn tin khác nhau, xoáy vào những khó khăn trong thời kỳ giãn cách nhằm kích động tâm lý bất mãn của người dân. Mùa dịch Covid, Đảng không giúp dân mà ngăn sông cấm chợ, tức là giết dân. Chỉ biết ra lệnh phong tỏa, cách ly rồi mặc dân sống chết ra sao. Ai sẽ giúp người nghèo không chết đói giữa phong tỏa?
Từ những thông tin tiêu cực, chúng suy diễn rằng sự khó khăn trong đời sống hiện nay là do chính quyền không quan tâm đến người dân, năng lực chống dịch của chính quyền yếu kém nên phòng chống dịch không hiệu quả. Những luận điệu phi lý và lạc lõng với thực tế này đã bị chính ý kiến của những người dân lật tẩy. Bé số thì nghĩ đi xây đi, nghĩ lại là không dám đi nữa, về mà nó cũng nó lay chéo với nhau rồi thì không biết phải làm sao hết. Cho nên là quyết định nghỉ thôi, mà người dân chấp hành hết tuân thủ theo cái tỷ lệ 16 để cho mà dịch nó lắng xuống để cho người dân trở lại bình thường. Tôi ủng hộ là cái chỉ thị 16 này của chính phủ. Vì khi chỉ thị 16 ra thì nó gắt gao hơn, nó khó hơn, nhưng mà nó sẽ dập dịch nhanh hơn để cho mọi người trở lại cuộc sống bình thường. Cố tình vẽ ra bức tranh đen tối về đại dịch COVID-19 tại Việt Nam, hòng chia rẽ nhân dân với chính quyền, các trang mạng phản động cùng các báo quốc tế thiếu thiện chí liên tục tung lên những tin tức sai lệch về các gói cứu trợ của chính phủ. Kêu cứu, bỏ rơi là những cụm từ mà chúng ra giả trong các bài viết về người dân nghèo. Suốt mùa dịch, người dân chả được nhận bất cứ sự hỗ trợ nào từ nhà nước. Trên rót tiền tỷ, nếu có, dưới nhận tiền xu. Dân nghèo mãi mãi không nhận được gì. Người dân đang bị bỏ rơi bởi chính quyền mà họ đóng thuế hàng ngày. Dân ở Sài Gòn kêu cứu. Dân nghèo ở Việt Nam đợi tiền chính quyền hỗ trợ trong vô vọng. Nhưng chính ý kiến của những người dân đã cho thấy không có một sự thật nào trong những thông tin mà chúng tự gắn mác là vì dân đó. Trước một cách ly xã hội, là em nhận được 1,5 triệu với lại 5 kg gạo. Họ cho mình cái số tiền đó để mình chi trả trong cái lúc mình để mình khó khăn nhất. Nói chung cái chống dịch của nhà nước thì tin tưởng. Khi tổ trưởng dân phố mà báo hả, tôi được nhận cái gói hỗ trợ này trong thân tâm tôi rất là mừng, được nhà nước đảng quan tâm tới để cho người dân bớt khó khăn bệnh nhập, nó một giống như là nó nhẹ bớt cái gánh nặng để cho người dân mà yên tâm mà ở nhà để mà cách giãn cách xã hội để cho nó được tốt, một ngày nó tốt đẹp hơn. Biết là có đảng và nhà nước cũng đã có quan tâm tới mình là mình đã mừng rồi, người dân cũng đã mừng rồi. Chứ không ở cần mình không phải là nói nhiều ít. Bà vô đây là bà đi với trai, bây giờ cứ nhà nước cho cơm, cho các thứ, ăn qua ngày nữa, chống dịch thì bà rất cảm ơn. Không khó khăn để nhận ra âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch đằng sau những luận điệu phản động. Lợi dụng tình hình một số nước trên thế giới đang bất ổn vì đại dịch COVID-19, các thế lực phản động như tổ chức khủng bố Việt Tân đã liên tục tung ra những bài viết gieo rắc tâm lý hoài nghi bất mãn, rồi đi tới kích động người dân xuống đường chống đối chính quyền. Những cái lời kêu gọi mà người dân xuống đường, thực chất đằng sau nó là kêu gọi người dân thực hiện những cái hành vi chống lại chế độ, chống lại các cái biện pháp chống dịch và cao hơn là chống lại đảng và nhà nước. Đáng lẽ phải chung tay để mà hạn chế thiệt hại thì những kẻ này lại khuấy động lên, làm cho tình hình phức tạp hơn và thực chất là đổ dầu vào lửa. Họ có còn là người Việt không? Có mang dòng máu Việt trong người nữa không? Khi mà đối với lại đồng bào mình, đối với đất nước quê hương mình, họ còn nhẫn tâm họ làm như vậy. Tại sao cái người nào mà nhẫn tâm như bọn Việt Tân hay bọn phản động có thể nào mà lại tàn ác, có thể là xúi là người dân mà đứng lên. Chúng nó kêu gọi như vậy là nó muốn là dân chúng sẽ lật đổ chính phủ. Chuyện đó không bao giờ có được. Trước hết thì tôi muốn kêu gọi những người Việt Tân, dù sao đi nữa các bạn cũng là người Việt Nam, tại sao các bạn không thể như là giúp đỡ người dân trong nước mình để cho qua cái cơn hoạn nạn này? Bởi vì nó có câu là lá lành đùm lá rách mà, cái đó là có được trong dân tộc Việt Nam mình. Cho nên là chúng ta không nên quan tâm tới Việt Tân hay bất cứ những tổ chức nào chống phá, nên tin tưởng lên nhà nước. Những người mà xuyên tạc đó là những người vô trách nhiệm, không có văn hóa, mà vừa là nghĩa là không có tình cảm nữa. Họ có làm được cái gì cho Tổ quốc hay không? Họ chỉ phá hoại cho Tổ quốc mà thôi. Đó là một điều mà tôi rất là bức xúc. Họ chỉ nói mà không làm. Nhưng bây giờ vì vấn đề kinh tế nước Việt Nam, tôi rất là hạnh diện đã đi đến cái đường quốc tế, đã nghĩa là có tiếng và đã có chân đứng ở trên thế giới. Tại sao những người đó còn có những cái tư lợi của họ? Kể từ khi xảy ra đại dịch, cả hệ thống chính trị đã tích cực vào cuộc. Một loạt các biện pháp phòng chống dịch bệnh chưa từng có trong tiền lệ được triển khai. Trong lúc khó khăn, tinh thần đoàn kết, lá lành đùm lá rách, truyền thống tương thân tương ái của người Việt trong và ngoài nước đã được phát huy mạnh mẽ.
chính phủ Việt Nam chúng ta cũng đang nỗ lực hết sức và đưa ra rất nhiều giải pháp để giúp đỡ người dân. Còn có rất nhiều các tình nguyện viên, nhà hảo tâm hết sức mình để giúp đỡ. Vì vậy không có chuyện người dân bị bỏ lại phía sau. Các địa điểm tôi đi qua thì hầu như không thấy người dân quá hoang mang. Ngược lại, hầu hết người dân đều rất tuân thủ 5K, tin tưởng vào chính phủ. Tôi tin rằng làm được những cái gì cho người dân là tranh thủ làm. Và những biện pháp mặc dù cứng rắn, nhưng cứng rắn đó là vì dân. Việt Nam là tôi nghĩ là cái quốc gia đầu tiên trên thế giới đặt ra cái khẩu hiệu là chống dịch thì chống giặc. Thì chỉ cần cái một cái khẩu hiệu đó thôi thì được đủ hiểu cái quyết tâm ngăn chặn dịch bệnh của chính phủ, nhà nước của Việt Nam, và cái tinh thần quyết liệt đó đã được dàn trải đến đồng bào. Chống dịch thì chống giặc có nghĩa là đây là cái bổn phận của tất cả mọi người, thì chẳng phải là của Hà Nội hay là chẳng phải của Huế hay là cũng chẳng phải của thành phố Hồ Chí Minh không. Trước sau gì người Việt Nam sẽ cũng phải chiến thắng. Đấy là cái sự suy nghĩ và cái sự mong đợi của mình. Tin tưởng, ủng hộ chính phủ, đồng lòng vượt qua đại dịch là mong đợi của mọi người dân Việt. Âm mưu lợi dụng dịch COVID-19 để tung luận điệu sai trái, xuyên tạc và kích động cần được nhận diện và loại bỏ. Tinh thần đoàn kết, đồng lòng sẽ là sức mạnh để nhân dân Việt Nam chiến thắng đại dịch COVID-19. Dịch COVID-19 đã khiến cho làm việc và học tập trực tuyến trở nên phổ biến hơn bao giờ hết. Mạng xã hội giờ đây không chỉ là công cụ để giao tiếp, kết nối hay giải trí, mà còn là cơ hội cho nhiều bạn trẻ thực hiện những dự án chia sẻ kiến thức hữu ích cho cộng đồng. Đây là một cái mẹo nhanh trong Photoshop. Đây là một cái cách để camera trên điện thoại của các bạn trở nên chuyên nghiệp hơn. Mỗi mẹo chỉnh sửa ảnh, cách sử dụng phần mềm này được hướng dẫn chỉ trong clip dài chưa tới 1 phút. Với cách làm nhanh, ngắn nhưng vẫn hướng dẫn đầy đủ chi tiết, dễ hiểu, kênh TikTok Hiếu On The Go của Nguyễn Minh Hiếu đã thu hút được hơn 61.000 lượt theo dõi, trong đó chủ yếu là các bạn trẻ. Cái thời điểm ban đầu mà mình vừa mới tạo lập cái kênh chia sẻ thông tin này, mình tập trung vào việc chia sẻ những cái gì mình biết trước, thì sau đó mình tin rằng sẽ có rất là nhiều người cần những cái thông tin như vậy, nên là mình nghĩ là cô đọng được cái nội dung làm sao mà nó ngắn nhất và nó dễ hiểu nhất, và ai xem xong thì cũng có thể thực hành được ngay. Còn trên nền tảng này, hàng loạt những buổi talk show chia sẻ về định hướng phát triển nghề nghiệp cho các bạn học sinh, sinh viên đã được thực hiện. Các bạn trẻ trong thời gian giãn cách xã hội hoàn toàn có thể tham gia miễn phí và được tư vấn hướng nghiệp một cách cụ thể. Thực sự là mình nghĩ có rất là nhiều điều mình cần phải học hỏi và cải thiện trong những cái chuỗi talk show của mình để có thể được gọi là thu hút sự quan tâm của giới trẻ. Thì mình chỉ nghĩ là mình rất là mong muốn để các bạn học sinh sinh viên thông qua kênh talk show của mình học cái điều gì mới, như là kỹ năng tìm việc, kỹ năng viết CV, kỹ năng giao tiếp kinh doanh hoặc là kỹ năng khởi nghiệp. Những cái chương trình của mà Yến tạo ra những cái định hướng cho các bạn sinh viên, các bạn trẻ, truyền cảm hứng cho các bạn mà để cho các bạn có thêm niềm tin, có thêm bản lĩnh để các bạn có thể đủ tự tin đi được trên con đường mà các bạn chọn. Trong lịch sử Việt Nam, xu hướng chia sẻ kiến thức qua mạng xã hội đã được nhiều nền tảng phát triển thành những chiến dịch. Theo đại diện nền tảng TikTok, sau hơn một năm triển khai, hơn 20 chiến dịch giáo dục đã thu hút hơn 800 nhà sáng tạo nội dung và trung bình 500 triệu lượt xem trong mỗi chiến dịch. Theo số liệu của TikTok, những cái nội dung về giáo dục trên nền tảng TikTok đã tăng hơn 30 lần kể từ tháng 2 năm 2020 cho đến tháng 1 năm 2021. Thì đây là một cái con số rõ ràng để cho mọi người cũng như là chúng ta đều có thể thấy được rằng là những nội dung liên quan đến giáo dục đã và đang ngày càng được nhiều người dùng họ mong muốn được tìm đến hơn, và bản chất là người dùng họ cũng mong muốn được tạo ra những nội dung có giá trị, chia sẻ kiến thức cho cộng đồng nhiều hơn. Không chỉ riêng TikTok mà những nền tảng xã hội khác như Facebook, Instagram cũng là nơi các bạn trẻ lan tỏa những kiến thức của mình. Đây có thể là xu hướng của tương lai, góp phần thúc đẩy xây dựng một không gian mạng lành mạnh hơn, đồng thời tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho các bạn trẻ. Bản tin thời sự xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Để xem trực tuyến kênh VTV4, quý vị và các bạn có thể truy cập vào địa chỉ đang hiển thị trên màn hình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.